Rồi, tiếp các bạn nha. Bây giờ mình khui cái loa Bluetooth, tai nghe Bluetooth các bạn nha. Thì hai cái thôi, mình khui một cái thôi. Đợt trước mình có quay rồi nhưng mà mình chưa có up video, bây giờ làm cái video mới luôn. Video đó thì nó cũng có một số cái lỗi kỹ thuật nên mình cũng chưa up. Bây giờ mình khui cái mới thôi. Cái kia mình chia sẻ với các bạn rồi ha. Lúc thì nó bị để lên giường cái đi cái không để ý cái đạp cái nó bung cái phần mà cái phần cầm á. Giờ mình mua lại nè, mua cái là flash sale này, bằng giá cái đợt trước. Biết rồi, thằng này hàng biết như thế nào đây, cái hộp trong khá là đẹp không ha. Hộp trong rất là đẹp này, bỏ khui không hồi nãy giờ để đứng cắt cho dễ các bạn ơi. Cái này làm quà tặng được các bạn nha, làm quà tặng được ha. Cái hộp rất là đẹp, cái hộp rất là đẹp các bạn ha, rất là hiện đại, phong cách nó hiện đại. Wow, đấy là chặt, chặt dưới ta. Mình để bằng mình đây. Cái này đóng gói kỹ quá. Rồi, hộp rất là đẹp các bạn nha, dù quay nè, rất là phong cách ha. Cái này nó hiện tại nó mình thấy có một cái mẫu giá nó mềm hơn tầm trăm mấy thôi, nhưng mà cái mẫu đó mình biết nó chất lượng nó sẽ không bằng cái này, không bằng cái này đó các bạn nha. Cái này giờ các bạn thấy nè, 160 mAh giờ. Đây là cái dung lượng pin. Rồi, cái mã là H09. Các bạn thấy không? Có thể nghe được 10 14 giờ, nghe nhạc 14 giờ, làm thoại 15 giờ. Rồi, kết hợp Bluetooth 4.1. Rồi, bắt đầu mình sẽ mở hộp các bạn nha. Coi cái này coi cái gì nè. 15 ngày dùng thử miễn phí. Giờ qua mất tiêu rồi. Bây giờ mình cả tháng hai ba tháng như là mình mới khui khui hàng cái này. Tại vì đợt trước mình mua hết cái rồi nên mình cũng tin cái độ uy tín của cái shop nên mình cũng không có test. Giờ mình mới khui. Giờ mình mới test nè. Rồi, hy vọng là shop sẽ không phụ lòng mình. Rồi, có những cái địa chỉ thông tin các bạn ha, các bạn muốn mua chúng ta liên hệ trực tiếp chúng ta mua cũng được, hoặc chúng ta theo dõi link bên dưới chúng ta đặt hàng. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái loa, cái tai nghe Bluetooth này rất là chất lượng các bạn nha. Mình nghe nhạc lossless hay là nghe nhạc chất lượng cao á, trên YouTube đó, nghe chế độ 4K hay là Full HD 1080p. Ồ, phải nói là quá tuyệt vời các bạn nha. Bạn nào chúng ta có dịp chúng ta thưởng thức âm nhạc, chúng ta dùng những cái loa tai nghe nó chất lượng thì chúng ta sẽ thấy nó sự khác biệt liền ha. Đó là lý do tại sao mà có những cái bản quyền âm nhạc họ họ đăng ký bản quyền cho mỗi bài hát của họ, mà đầu tư rất là nhiều. Nghe âm thanh kỹ thuật rồi dàn dựng hình ảnh video rồi rất là công phu nên người ta mới lấy cái bản quyền các bạn ha. Khi chúng ta nghe được cái những cái âm thanh chất lượng cao thì chúng ta mới biết tại sao mà cái bản quyền âm nhạc nó có giá trị như vậy. Khui nhà nào đây à.
Chắc mình khui cái này để mình xài đi, chứ khui cái này là tặng thì kỳ quá. Còn cái kia của mình là nó hư rồi, tuyên bố là nó hư đứt rồi. Bữa đi tắm bùn với đứa em gửi tại quầy mà gửi xong rồi để chung với cái ba lô nhỏ mini chung với món đồ khác, cái lúc mà khui hàng à, em nó sơ ý nó không để ý là cái gì telephone để ngoài cùng á, nó cắt cái lớp ngoài xong rồi coi như là xong phim. Telephone một nơi rồi cái cục này nằm nẻo, em nó không biết vô tình cắt ngay cái đường này nè, cắt hai bên hai cái đầu telephone luôn. Nào rảnh mình hàng lại chơi thử mà không biết được không, rồi khả năng hàng được chất lượng biết như thế nào. Rồi thì cái nhược điểm của telephone à, mình nói nhược điểm chứ mình nói ưu điểm sao rồi nha. Nhược điểm telephone này thì nó như cục tạ nha. Các bạn để mà các bạn để sau cổ đó. Chúng ta để sau cổ nó hay bị tuột ha, chúng ta phải có cái gì cố định chúng ta giữ lại. Đây, giữ lại thì nó mới không có bị tuột. Rồi phía dưới là những cái ron, những cái ron phòng hờ mình xài nó hư hoặc là nó bị mất các bạn, dơ này kia đó thì chúng ta đổi. Cái ron kèm cái tai nghe này nữa các bạn. Cái nhà cung cấp họ rất là chu đáo, họ tặng kèm cái đồ ấy nữa các bạn, cái đồ kẹp nè đó, phòng hờ nó bị tuột á, chúng ta kẹp ngay cái phần nặng nè, cái phần này nè, cái cục tạ này nè, nó kẹp đây vô cái cổ áo chúng ta. Nó có hai loại các bạn ha, này loại nhỏ và loại lớn nè. Đây rồi cho mình ba cái đây. À, đây cáp cáp USB, sợi cáp rất là chắc chắn các bạn nha. Rồi sách hướng dẫn, sách hướng dẫn à, cái này là cái tem gì đó. Hướng dẫn thì nó có hai ngôn ngữ, một là tiếng Trung và hai là tiếng Anh. Tiếng Trung thì chắc ít bạn nào chúng ta biết rồi ha. Rồi à, tiếng Anh này chắc nhiều người biết rồi à, tiếng Anh đây bạn nha. Các bạn có thể dừng chúng ta tham khảo đọc thêm ha, mình không có để kỹ để các bạn đọc chi tiết đâu, chúng ta phải dừng lại nha. Rồi mình qua phần này để mình test nè, test kết nối nè, phần hộp rất là mềm, rất là êm nha. Để bên bên đi, bây giờ khởi động kết nối các bạn nha. Rồi bật nút nguồn nè, nút nguồn là nút giữa các bạn ha, chúng ta thấy có đèn đây, tín hiệu đèn đây nè ha. Đây chúng ta đè nút nguồn nè, ấn nút nguồn ấn giữ các bạn nha, à, 5 giây 10 giây gì đó. Rồi chết chết như thế này là khởi động nguồn. Ok ha, bây giờ mình mở cái điện thoại lên, mình mở nhạc thử cho các bạn nghe. Mình không có cách nào để mà mình lưu cái âm thanh bên trong nên mình mở mát mát âm thanh các bạn ha. Đây mình kết nối nè. Giờ cái này mình đã kết nối rồi nên không biết nó có nhận dạng nó kết nối lại hay không, hay là cái mã mỗi mỗi dòng sản phẩm mỗi khác, để mình coi mình dò cái nó hiện không nha. À, vô quay này các bạn nha.
Rồi, kết nối rồi các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc. Rồi, mình mở cái bài Xiaomi đi. Rồi mình chỉnh âm lượng lớn nha. Nó có hai âm lượng các bạn ha, âm lượng của loa, âm lượng của tai nghe và âm lượng của điện thoại các bạn ha. Các bạn nghe lớn hơn rồi thấy không? Mình chia sẻ luôn nè. Đây. Mình để đây đi cho các bạn dễ thấy ha. Rồi. Mục đích là mình chỉnh cho bạn thấy ha. Ấn một cái âm lượng là nó tăng âm lượng, ấn một cái giảm lượng là nó giảm. Giảm mà các bạn ha, tăng. Rồi bây giờ chúng ta đè vài giây là hình như là nó xả các bạn nha. Đè chừng 3 giây các bạn ha, rồi nó trả về nè. Đè nút tâm lượng, đè có những 3 4 giây vậy đó, đó nó trả gì. Rồi mình đè giảm âm lượng coi. À, chuyển qua bài khác nè các bạn nha, như mình cho nó xả lâu lâu đi. Rồi đè ở chừng 3 giây giảm âm lượng là nó chuyển qua bài khác. Còn đè nút tăng âm lượng khoảng chừng 3 4 giây thì nó sẽ trở về đầu. Đè lâu hơn là tăng âm lượng là nó xả tới một bài hát các bạn nha. Cái chừng 5 6 giây á là nó sẽ chuyển tới một bài hát. Còn giảm âm lượng đè cũng 5 6 giây là nó sẽ lui lại một bài hát. Cái chừng 3 4 giây thôi mà lưu ý là 3 4 giây thôi ha. Rồi và một bài nè mình đếm nè, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 thôi nha các bạn nha, 1 2 3, 1 2 3,
Đề có chừng 3 giây thôi nha, 4 giây là nó xả hơn. Còn tăng âm lượng nè, nên đề có mấy giây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 giây. Tăng âm lượng 5 giây là chuyển tới một bài hát. Còn giảm âm lượng 3 giây là lui một bài hát. 1, 2, 3. Rồi. Đó là cái phần chỉnh cái nút các bạn ha. Đó là hoàn chỉnh nút các bạn nha. Thì mình bấm nút nguồn nè. Ấn một cái à. Ấn một cái là dừng nè các bạn nha. Ấn cái nữa nè. Play các bạn ha. À, đè giữ lâu là tắt tắt nguồn. Còn này chừng 5 5 7 giây là mở nguồn. Đó. Mình nhớ là nó có chuyển xả một đoạn thì phải, nếu mình nghe nghe online các bạn nha, nghe online là mình dùng cái nút tăng và giảm lượng để mình xả nhanh xả chậm, mình nhớ là nó có xả được á. Ăn khoảng 3 giây là nó trở về bắt đầu nè. Rồi. Cái này cái cổng micro USB để nó sạc các bạn ha. Nè, cổng micro USB nó sạc. Khi bạn sạc là đây đèn báo đỏ ha. Nó gần hết pin là nó sẽ chớp chớp đỏ. Gần hết pin là nó sẽ chớp chớp đỏ và nó báo hiệu cho chúng ta biết là những cái tiếng beep. Những cái tiếng beep. Nó gần hết pin là chúng ta dễ phân biệt lắm các bạn nha. Nó chớp đỏ đèn nhiều ha. Rồi, chúng ta biết chúng ta sạc pin thôi. Sạc có chừng tiếng tiếng mấy 2 tiếng gì đó. Sạc cũng lẹ các bạn nha. Xài rất là lâu. Chúng ta xài âm lượng có chừng 80% hoặc 60% âm lượng thôi. Rồi chúng ta xài rất là lâu. Đây mình xài qua rồi, mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn luôn ha. Rồi. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.